Sáng nay 28 tháng 8, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh với 63 tỉnh thành trong cả nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị. Tại Long An, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trương Chân Nọ và ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Theo đó, dự thảo nêu ra những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng chung sau khi họp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Văn phòng chung sẽ là một cơ quan chức năng tương đương với các sở ngành tỉnh. Tại hội nghị, đại diện văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân một số tỉnh thành phố đề nghị văn phòng Quốc hội cần làm rõ hơn các quy định về kinh phí hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ sở pháp lý, biên chế và yêu cầu bổ sung thêm một số vị trí chuyên trách cần thiết. Hầu hết các tỉnh thành phố đều khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, góp phần giúp sắp xếp lại bộ máy tổ chức văn phòng, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ của văn phòng. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp vào dự thảo của đại diện văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các tỉnh.